Nguyễn Đăng Đạo là một trong số rất ít Trạng Nguyên làm quan tới chức tể tướng thời Lê Trung Hưng. Ông còn có tên là Trạng Bựu. Câu chuyện về tể tướng nước Việt và cũng là lượng quốc Trạng Nguyên này có liên quan đến dòng họ nổi tiếng ở vùng Kinh Bắc là họ Nguyễn Đăng, một trong tứ gia vọng tộc của nước Việt. Dòng dõi Khoa Bảng nổi tiếng nước nhà. Theo ghi chép từ gia phả của dòng họ Nguyễn Đăng, thì dòng họ Nguyễn Đăng trước sau có lịch sử 600 năm, bốn vị tổ ban đầu đều dạy học, đời thứ 5 trở đi bước vào thời kỳ Khoa Bảng. Kể từ năm 1443 đến năm 1918, trong khoảng 475 năm, có 91 người đỗ đạt, trong đó 6 tiến sĩ Thám Hoa và Trạng Nguyên, 7 giám sinh, 25 hiệu sinh, 2 tú tài, 5 thiếu khanh, tổng giáo và huyện thừa. Nhiều người trong họ Nguyễn Đăng học giỏi, dù không đỗ đại khoa nhưng vẫn được giữ chức quan cao trong triều. Có thể lấy một vài ví dụ như Nguyễn Đăng Cảo, Đỗ Thám Hoa năm 1683, làm quan ở Hàn Lâm Viện đến chức đô ngự sử, lại có tài ứng đối giao bang làm cho sứ nhà Thanh phải nhiều lần kinh ngạc và thán phục. Em trai Nguyễn Đăng Cảo là Nguyễn Đăng Minh, năm 16 tuổi chống sinh đồ, 22 tuổi đỗ tiến sĩ, làm quan đến chức tế tử ở trường Quốc Tử Giám. Nhưng nổi tiếng nhất họ Nguyễn Đăng có lẽ là tể tướng Nguyễn Đăng Đạo. Đứa trẻ lạ. Vợ ông Nguyễn Đăng Minh sinh ra Nguyễn Đăng Đạo vào năm 1651 ở làng Hoài Bão, tên nôm là làng Bựu, huyện Tiên Du, vùng đất trừ phú của Kinh Bắc xưa kia. Nơi đây đồi núi nhấp nhô, xen lẫn với những cánh đồng lúa bát ngát đẹp như tranh vẽ, cùng những câu chuyện dân gian được truyền tụng hết đời này đến đời khác. Tương truyền, khi phu nhân ông Đăng Minh là bà Ngọc Nhĩ có thai, một đêm vào mùa hạ trăng sáng, bà ra giếng lấy nước, chợt có một ngôi sao sáng lấp lánh rơi vào thùng nước, bà bèn mang thùng nước về dùng, sau đó sinh ra Đăng Đạo. Năm Đăng Đạo 34 tuổi thì được người bác là Thám Hoa Nguyễn Đăng Cảo đưa đi theo cùng khi đón tiếp sứ Trung Hoa. Sứ nhà Thanh vốn là người giỏi xem tướng, nhìn Đăng Đạo đã nói rằng thiên sơn vạn thủy, làm trướng bắt xâm, trơn kỳ đồng dã. Nghĩa là dặm ngàn non nước mà làm trướng không xâm phạm nổi thì quả là đứa trẻ lạ. Khi Đăng Đạo lên 6 tuổi thì được gia đình cho đi học. Ngay những ngày đầu, cậu bé Đăng Đạo đã cho thấy sự thông minh và tư chất hơn người. Đường đi học phải qua cầu chợ, tục gọi là cầu giếng. Những hôm trời rét đậm, Đăng Đạo phải vào cầu trú chân cho đỡ rét. Trong dân gian còn lưu truyền câu chuyện, quan huyện Tiên Du đi qua cầu đúng lúc Đăng Đạo đang nằm trong cầu cho đỡ rét mà không dậy chào. Quan quát hỏi thì được biết đây là học trò trong huyện, liền bắt phải làm một bài thơ mô tả cảnh trời rét. Đăng Đạo liền ứng khẩu rằng, vi vu gió thổi bụi lầm đường, rét phải nằm co, há phải cuồng, cá chửa dương vây miền Bắc Hải, rồng còn quận khúc bãi Nam Dương, cất đầu ngọn đợi kiển khôn đế, uốn gối mong trầu cảnh thổ vương, bĩ hễ cực rồi đến Thái, sang xuân đầm ấm lại nghênh ngang. Quan nghe thấy có khẩu khí liền tha cho Đăng Đạo. Trạng Nguyên, năm 19 tuổi, Đăng Đạo đỗ đầu kỳ thi hương giải nguyên, được triều đình cho vào học ở trường Quốc Tử Giám. Dù Đăng Đạo là người đoạt giải nguyên, nhưng người vui mừng nhất lại là cha con tướng quân Ngô Hiến Hầu. Ông đón Đăng Đạo về làm rể, tác thành cho con gái mình. Năm 1683, Nguyễn Đăng Đạo dự kỳ thi đình, nội dung khoa thi năm đó là có nền tảng Thái Bình, tất phải có quang cảnh Thái Bình. Bài văn sách của Đăng Đạo được đánh giá là văn chương điêu luyện, kiến thức sâu rộng không ai bì kịp. Đăng Đạo đỗ Trạng Nguyên kỳ thi này, vì làng của ông còn có tên nôm là làng Bựu, nên dân gian vẫn quen gọi ông là Trạng Bựu. Cuốn Đại Việt Sử Ký Tục Biên có ghi chép rằng, mùa xuân tháng giêng thi đình, cho Nguyễn Đăng Đạo, Phạm Quang Trạch, Quách Giai, ba người đỗ tiến sĩ cập đệ, Nguyễn Đường Hồ, tiến sĩ xuất thân Hoàng Giáp, bọn Trần Thiện Thuật, 14 người đỗ đồng tiến sĩ xuất thân. Nơi quan cao trọng vọng vẫn hết lòng vì quê hương. Sau này, Đăng Đạo được triều đình giao cho giữ nhiều chức vụ quan trọng, từ binh bộ thượng thư rồi lên tới chức quan cao nhất là tể tướng đời nhà Hậu Lê. Dù làm quan đại thần cao sang, nhưng ông vẫn luôn nghĩ đến những người nghèo khó. Nghe tin làng Bựu bị úng lụt mất mùa, ông viết thư cho vợ rằng: ta làm quan đại thần trong triều, không nỡ ngồi nhìn dân ta đói mà không xót thương. Phu nhân phải đem tiền gạo, thóc của nhà ra mà cứu đói, cấp thóc cho dân gieo cấy. Dân làng Bựu nhờ đó mà qua được bước khó khăn. Có lần đi sứ trở về nhà, ông phát hiện vợ mình đã làm thêm hai gian nhà ngói, ông tỏ ý không bằng lòng. Thế nhưng với dân làng thì ông lại rất hào phóng, dành tiền tu bổ làng miếu ở quê. Theo lệ thì ông phải nhận ruộng công do triều đình ban cho, ông liền nhận những ruộng xấu, bị bỏ hoang lau lách ở cánh đồng, rồi cho thuê người phát cỏ cải tạo thành ruộng tốt, chia lại cho các hộ nghèo. Người dân trong làng truyền nhau rằng công đức của tướng công trải muôn đời ghi nhớ khôn cùng. Lượng quốc Trạng Nguyên. Đăng Đạo hai lần được cử đi sứ nhà Thanh, lần nào cũng làm rạng danh cho đất Việt.
Bây giờ, các quan thổ ti nhà Thanh hay đưa quân quấy nhiễu, lấn chiếm đất đai nơi biên giới với Đại Việt. Triều đình nhiều lần cử các quan đại thần đi sứ, nhưng không đòi lại được đất. Năm 1697, Nguyễn Đăng Đạo lãnh sứ mệnh dẫn đầu đoàn sứ bộ đến nhà Thanh nhằm giải quyết tranh chấp vùng đất ở Hải Động, Tuyên Quang và Hưng Hóa. Đây là việc rất khó khăn, nhưng Nguyễn Đăng Đạo đã đưa ra những lập luận không thể chối cãi và yêu cầu nhà Thanh trả lại các vùng đất cho Đại Việt. Vì vậy, quan lại nhà Thanh lại lo rằng nếu trả đất sẽ thành thông lệ, sau này sẽ lại đòi thêm. Vì thế mà chần chừ chưa quyết việc trả đất, đồng thời nhiều lần tìm cách thử tài Đăng Đạo. Có lần, hoàng đế nhà Thanh truyền xuống về đối: Xuân tiêu phong nguyệt, nguyệt thiêm hoa sắc, phong tống hoa hương, hương sinh sắc, sắc sinh hương, hương hương sắc sắc mãn xuân tiêu, tương tư khách ứng tương tư khách. Nghĩa là đêm xuân trăng gió, trăng thêm sắc cho hoa, gió đưa hương hoa, hương sinh sắc, sắc sinh hương, hương hương sắc sắc suốt đêm xuân, khách tương tư nhớ nhung khách tương tư. Đây là một vế đối đầy chất thơ, tuyến láy bởi những âm điệu trầm bổng giàu nhạc điệu. Nó quả thực là một vế đối khó, khiến các sứ thần ngơ ngẩn. Rồi sứ giả Cao Ly đối: Tùng viện trúc mai, mai sinh long diệp, trúc hóa long chi, chi ti diệp, diệp ti chi, diệp diệp chi chi liên tùng viện, hữu tình nhân thức hữu tình nhân. Nghĩa là mai trúc lầu tùng, mai trồi lá đẹp, trúc này cảnh sinh, cành liền lá, lá liền cành, lá lá cành cành sát lầu tùng, người hữu tình hiểu người hữu tình. Còn Đăng Đạo đối: Hạ nhật cầm thi, thi ngụ ngã tình, cầm hòa ngã tính, tính viên tình, tình viên tính, tính tính tình tình ngụ hạ nhật, chi âm nhân thức chi âm nhân. Nghĩa là ngày hạ có đàn thơ, thơ giải tình ta, đàn dịu tính ta, tính vẹn thêm tình, tình càng vẹn tính, tính tính tình tình vui ngày hạ, bạn chi âm biết bạn chi âm. Vế đối của Đăng Đạo được triều đình nhà Thanh hân thưởng cho là trung đúc cả tạo hóa trong một con người. Có lần vua nhà Thanh cũng yêu cầu sứ thần các nước làm bài phú bái nguyệt đình, vịnh trăng sáng. Trong khi sứ thần các nước đang loay hoay thì Đăng Đạo nhanh chóng làm xong. Các quan nhà Thanh xem xong bài phú ông làm thì cho là tuyệt tác. Vua Thanh đọc xong cũng khen ngợi, ban cho ông là Bắc Triều đệ nhất Trạng Nguyên, ban mũ áo võng lọng và cho ông vinh quy về nước. Nguyễn Đăng Đạo trở thành lưỡng quốc Trạng Nguyên, tức là Trạng Nguyên của cả hai triều. Lời tiên đoán của thiền sư Chuyết Công khi xưa đã thành hiện thực. Ông cũng hoàn thành sứ mệnh giải quyết việc tranh chấp đất đai vùng biên giới mà suốt nhiều năm liền chưa ai làm được. Năm 1718, Nguyễn Đăng Đạo xin được lui về, đến năm 1719 thì ông mất. Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Từ Điển Lịch Sử. Nếu thấy số này hay, đừng quên bấm like, share để lan tỏa thông tin ý nghĩa này và nhấn subscribe kênh Từ Điển Lịch Sử để nhận thêm nhiều thông tin lịch sử bổ ích. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.